nhân dịp sinh nhật lần 63 của Madonna, trang Fisher USA đăng tải loạt ảnh thời thanh xuân của nữ ca sĩ khi mới bước chân vào nghề hát. Madonna bắt đầu hoạt động đầu thập niên 1980 và nhanh chóng gây chú ý, được mệnh danh nữ hoàng nhạc Pháp. Cô được giới phê bình nhận xét là nữ ca sĩ đầu tiên xây dựng hình ảnh gợi cảm một cách công khai trên sân khấu và trong các sáng tác. Madonna Louise Chiconi sinh năm 1958 trong một gia đình công giáo ở Michigan, Mỹ mẹ cô qua đời từ nhỏ vì bệnh ung thư vú. Khi 13 tuổi, Madonna bắt đầu nổi loạn khi cha lấy vợ mới. Năm 1978, cô bỏ học và đến New York để tìm kiếm cơ hội làm vũ công. Cô bén duyên với âm nhạc và tham gia một số nhóm rock ở New York như Breakfast Club, Emmy trong các vị trí trống, Guitar Bass hay hát bè. Năm 1980, Madonna rút khỏi các ban nhạc rock và quyết định hoạt động solo. Cô ký hợp đồng với hãng đĩa Gatham Records và bắt đầu thu âm những ca khúc đầu tiên. Năm 1982, nhà sản xuất Macca Mins ấn tượng sau khi nghe bản demo của Madonna tại một hộp đêm. Ông mời cô ký hợp đồng với hãng đĩa Sire Records, một công ty con của Warner Bros. Records. Madonna lập tức gây chú ý với đĩa đơn Everybody, đứng hạng ba bảng xếp hạng Billboard Hot Dan Club Songs lúc đó. Năm 1983, Madonna phát hành album đầu tay mang tên cô. Album gây tiếng vang và đứng hạng 8 Billboard 200 khi ra mắt. Một số ca khúc như Borderline, Lucky Star trở thành hit. Madonna trong một buổi chụp ảnh quảng bá năm 1984. Lúc này, cô đã trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Tháng 9 năm 1984, cô biểu diễn bản hit Like a Virgin tại 1984 MTV Music Awards. Tiết mục được truyền thông đánh giá là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của lịch sử lễ trao giải nói riêng, và làng nhạc thế giới nói chung. Năm 1985, Madonna bắt đầu thử sức ở mảng điện ảnh góp mặt trong một số dự án phim như Desperately Seeking Susan, sang hai Surprise. Năm 1987, cô bắt đầu đi lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá album nhạc phim Who's rất Girl. Hơn 130.000 người tới xem Madonna tại Paris, giúp cô lập kỷ lục sâu diễn của ca sĩ nữ có lượng khán giả đông nhất lịch sử. Madonna trong MV Express The Cell năm 1989. Giai đoạn này, Madonna tiếp tục đạt nhiều thành công với album thứ tư. Cô cũng gây chú ý với MV Like a Prayer, bị Giáo hội Vatican chỉ trích vì tình dục hóa hình ảnh các vị thánh. Hãng nước ngọt Pepsi hủy hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD với Madonna sau vụ lùm xùm. Tuy nhiên, ca khúc đứng đầu tại nhiều quốc gia. Tạp chí Billboard cũng tôn vinh cô là nghệ sĩ của thập kỷ vài tháng sau đó.